Xin được kính chào quý bà con, quý quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sở qua trình cho mình thấy vào buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình với mít thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình với Thái sáng hôm nay thì giá đang có chiều hướng là đang giảm nhẹ so với ngày hôm qua nha quý bà con. Thì tạm thời mình xin cập nhật tình hình với mít vào buổi sáng. Nếu với mít buổi trưa, buổi chiều có thay đổi nữa thì mình cũng sẽ tiếp tục làm thêm những clip cập nhật tình hình với mít tiếp theo. Ở khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít nhất dao động từ 35 đến 36, mít nhì là 25, kem lớn dao động từ 27, kem nhỏ là 17 và mít chợ dao động từ 5.000 đến 5.500. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít nhất dao động từ 36, mít nhì là 26, kem lớn dao động từ 28, kem nhỏ là 18, kem ba dao động từ 15.000 đến 16.000. Mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua mít chợ với giá dao động từ 5.000 đến 5.500. Khu vực Tiền Giang thì mít nhất dao động từ 37, mít nhì là 27, kem lớn là 29 và mít kem nhỏ là 19.000. Với mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua mít chợ với mức giá dao động từ 5 đến 6.000. Với mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, trong khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vựa mít. Còn ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít nhất dao động từ 26, kem lớn dao động từ 21, kem nhỏ là 11.000. Với mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua mít chợ với mức giá dao động từ 4.000 đến 4.500. Còn ở khu vực Tây Nguyên, ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít nhất dao động từ 24, mít kem lớn là 20, kem nhỏ là 10. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua mít chợ với mức giá dao động từ 4.000 đến 4.500. Nhưng ngoài ra thì tình giá mít Thái cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần, mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống với các vườn mít là từ 500 đến 1.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể của nông dân.